Giả sử ca là đóng lại số đi, tôi không quan tâm đến cấu trúc qua loa vội. Thì có nhóm cái nút cái thành phần trung tính đúng không? Và có cái nhóm có thành phần liên thông. Thế trước hết là cái đây là cái chúng ta sẽ phải tính toán. Cái thằng pi không của p này chính là theo định nghĩa chính là bằng cái pi không của bần g bần bần t mà ta cần tính là pi không của thằng Gupskim này. Còn tiếp theo ta phải nghiên cứu thằng p không này là cái gì. P không ở đây là một cái, bây giờ đây là một cái group scheme, một cái connected group scheme of finite type. Tất cả những cái không phải finite type chỉ nằm trong P0P này. Nó có thể vô hạn, còn cái thành phần này nó hữu hạn ở finite type. Trường ca. Thế đây để mà nghiên cứu cấu trúc bắt đầu phức tạp hơn rồi. Trước người ta có cái H0 người ta đã tạm thời ta loại rồi. Đúng không? Ta có thằng P0 là cái quan trọng ta phải tính này. Thế một cái phần ở giữa đây. Thằng P0 là cái gì? Thì ta chỉ biết là một cái group scheme trên K thôi. Nhưng đây ta có định lý cơ bản, định lý với cái môn này rất rất nhiều mọi thứ là do ông Chevalier ông làm. Đây là một cái định khác, định lý khác của Chevalier. Trong trường hợp K đóng đóng đại số ấy, hoặc là trong trường hợp tổng quát là K perfect field, thì có một cái tồn tại một cái duy nhất một cái vẫy khớp là 0 vào R vào P 0 vào A vào 0. Cái A là một cái abelian variety. Và error là một cái connected affine group scheme. Tức là mọi cái lược đồ nhóm trơn liên thông thì bao giờ cũng là một cái mở rộng của một cái delta barbell bởi một nhóm con connect, đúng không? Nếu mà ta bỏ cái điều kiện cái nhóm này connect thì nó sẽ có nhiều cái nhiều nó sẽ có quá nhiều mở rộng này. Nếu bắt thằng này nó connect thì nó chỉ còn một thằng này. Nhưng nó cũng không phải là canonical cần như ta miễn vì nó không nó chỉ đúng như trường algebraic close thôi. Một cái trường mà không phải perfect là có vấn đề. Thế mà đối với ta là ta trường là đang nghiên cứu algebraic close là ta đủ rồi. Thế việc cái câu hỏi của ta là xuất phát từ cái lực đồ nhóm T như thế kia. Thì thằng P không P là gì? Thằng A là gì? Thằng R là gì? Đúng không? Là sao ta có thể xây dựng lại từ cái lược đồ nhóm T của người ta. Thì câu hỏi khá là đơn giản ở đây, tức là có lẽ hơi muộn, tôi không muốn đi quá sâu vào, nhưng mà nó chỉ là đúng là cái lý thuyết của hàm của mô hình của Neyron thôi. Tiếp theo mình nghĩ là đó thì cái thằng R ta có cái đúng là R này ta sẽ có cái ánh xạ từ 0 từ R vào cái bần ti vào cái R này nó sẽ là chính là cái kernel của bần ti vào cái bần ti neuron. Theo một nghĩa khác tức là cái R đây, cái chiều của R chính bằng cái delta. Cái số chiều của cái lực đồ affine đó chính bằng là cái sai khác giữa cái nhóm T và cái lực cái neuron model. Ví dụ như là trong trường hợp thì đây ví dụ như trong trường hợp mà T là một cái P star của GM từ P từ I vào X đúng không? Thì ta có cái T flat thì sẽ là P flat star của GM P flat từ I vào X. Thế ở đây ta có cái gì? Ta cần nghiên cứu cái nhóm Pk của X.
thì ta pika của thì ở đây tức là cái bundle của cái Pesta của GM đây thì nó chỉ là pika của X thôi, đúng không? Cái T bundle ở trên X thì theo định nghĩa nó chính là lai bundle ở trên cái Y này, Y này, đúng không? Thế nên là cái ánh xạ này thì nó chính là cái ánh xạ từ từ cái pika của Y vào cái pika của E flat, ánh xạ từ những cái lai bundle ở trên trên một cái đường cong lên cái lai bundle trên cái normalization. Thì cái cơ nồi của nó ở đây thì nó chính là cái nhóm OE flat sao chia cho OE sao, đúng không? Từ pika thì của một đường cong mà không trơn thì bao giờ nó cũng extension của pika của normalization, bởi cái nhóm mà cái sai khác giữa giữa cái normalization và cái nhóm ban đầu của cái hàng invertible shift. Thì đây là chính là cái error của delta. Thế thì như vậy ta thấy là khi một cái ta rất quan trọng là phải để ý ngay, tức là sau khi đã lược đi một cái h không này, lược đi một cái pi không, phần còn lại thì thằng a này nó sẽ liên quan đến cái neural model, tức là giống như cái thằng pika của thằng normalization này. Cái thằng error này thì nó sẽ là sai khác giữa cái t với cả cái t flat cái normalization, và đặc biệt là cái chiều nó thì ta có thể tóm được cái chiều nó bằng cái delta, và đi delta là cái ta có tính được. Ta sẽ liên tục rất nhiều cái bài sau liên quan đến tính toán delta này. Đấy, đây ta tạm dừng ở cái chỗ này ở đây và ta sẽ quay lại tiếp theo. Bây giờ ta muốn nói một chút về cái pi không của p này. Thế cái pi không của p tức là cái pi không của bần của t, thì thực ra đây cái argument này tôi cũng nói rồi một lần rồi, tức là đây ta có một cái functor rất đơn giản. Quay hỏi được không ạ? Ta có functor từ cái phạm trù những cái torus ở trên 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 cái điểm generic point, đúng không? Mỗi cái torus trên generic point ta có thể kéo dài ra được cái neural model của nó duy nhất mà connector component vào cái pi không của bần của t flat, đúng không? Ta tính toán cái pi không của bần của t. Thực ra t t flat cái về mặt pi không nó không khác gì nhau, vì cái vần về vần sai khác của nó là cái thằng này, mà thằng này nó connect được nên nó không không sai khác gì với nhau. Nên là cái thằng connector common thường nó rất là insensitive so với cái special fiber ta chọn là gì, miễn là nó connect được. Nếu nó không connect được thì sẽ ra một cái giác sếp quần khá là hóc búa ấy. Nhưng mà miễn nó connect được thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nên là ta có một cái functor từ cái torus ở trên điểm generic point vào pi không của cái bần t này, đúng không? Và cái functor này là thỏa mãn tính chất, tức là một là right exact. Và hai là nếu mà có lấy induced torus, tức là từ 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 y vào x mà y là irreducible, thì cái pi không này phải bằng z, nó phải ra z vì nó là pi không của y mà pi k của y, thì cái pi không nó phải bằng z. Thế trong trong hai cái điều kiện này thì ông đây là cái mẹo của code switch, đây là cái thì ta tính được là cái pi không của pi không của cái nó bằng công có đúng một công thức thỏa mãn hai cái điều kiện này đây, đúng một công thức tức là bằng lambda của rho. Đây là co-invariant ở trong cái nhóm cục character. Đây tức là K-algebraic closed. Và trong trường hợp mà cái nhóm G bất kỳ thì là ta có được công thức tương tự, thì cũng giống như trường hợp khác là bởi ta tính cho torus là một,
và ta phải chứng minh được cho cái simply connected thì ta phải bằng nó là connected, thì hợp hai cái lại với nhau thì cho tất cả một cái reductive group. Thì ra cũng rất giống như này, tức là P0 của Bungee. Reductive K tức là G là trên X là một cái smooth group scheme. Có reductive generic fiber. Và có connected special fiber. Đây cái giả thiết này tôi nói là dù là nó rất là li ti nhưng mà nó quan trọng trong cái chuyện là P0. Thay đổi cái này một cái nó có thể tính toán rất là khá là phức tạp. Thì khi đó ta có là cái P0 của Bungee. Lúc đó ta chỉ phụ thuộc vào generic fiber thôi. Thì sẽ bằng lambda chia cho, bây giờ thế là cái nhóm fundamental là cái lambda chia cho Z của phi check. Lambda là co-character. Co-character của cái torus. Cái này là co-root. Ta xem cái lattice mà sinh ra bởi cái những cái torus. Và ta lấy cái co-invariant của cái rho của gamma eta, gamma f. Trong trường hợp đây là k sẽ bị close. Không, P0 thì không cần torsion. P và tính đồng điều Galois thì cần torsion. P0. P0 chẳng cho GM cho là Z. Thế thì cái mà anh thế đấy, nhưng mà trong ta có cũng tương tự cho những cái affine Grassmannian đúng không? Trong hệt này ta chỉ thay cái rho kia là cái thay bằng cái nhóm Galois của trường toàn cục. Thì ta lấy cái Galois địa phương, đúng không? Và cái này chính là P0 của cái affine Grassmannian. Ở đây cũng thế, tức là P0 affine Grassmannian là như thế này. Thì có hai câu hỏi phải đặt ra ở đây. Một là cái nhóm này liên quan đến đối đồng điều Galois như thế nào? Thì nó có hát một của cái gì không? Thì nó chả là hát một của cái gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Cái điểm thứ hai là cái local global nó liên quan như thế nào? Đây là một điểm rất quan trọng, mà tôi cũng hơi muộn rồi, không thể nói nhiều, nhưng mà tức là ta có một cái từ đây trước cái form một cái đây là Bovin-Laszlo. Ta quay lại cái Bovin-Laszlo. Form một patching. Thế thì ta có cái ta lấy một điểm U nằm trong U mà giả sử như là cái ở trên J trên U là cái reductive. Ta lấy một điểm ta không cái nhóm là đến không, nó không không có không một kỳ dị. Thế thì ta có một cái ánh xạ từ cái Q của J ở tại điểm U vào bên J. Thì cái này cho bởi form on patching. Cái này là cái gì? Cái này là cho một cái G-bundle ở trên cái form on this that you, đúng không? Cộng với một cái trivialization ở trên cái puncture form on this, đúng không? Khi mà ta có cái này thì có thể dán thẳng cẳng vào cái thằng trivial-bundle ở trên U, đúng không? Thì đây là formal gluing with the trivial ở trên. Ở đây ta có cái data ở trên formal disk rồi.
Còn trên trên cái phần bởi ta không biết chọn gì, ta chọn cái thằng tree và bundle thôi. Và chính vì là cái thằng bundle trên cái formal disk thì nó có một cái trivialization ở trên cái puncture formal disk, cho nên ta chỉ dán vào thằng tree và bundle. Thì vì bovine last thôi cho ta cái morphism này. Thì ở đây chúng ta có thể nghiên cứu sau, nhưng mà cái điểm cơ bản em lấy từ cái pi không ấy, thì có pi không, thì có pi không của Bungie, thì nó rất là compatible với tất cả những cái mô tả đã đưa ra. Ở đây nó sẽ là gamma lambda chia cho z phi check của rho của gamma f. Ở đây là lambda chia z phi check của rho của gamma f u, đúng không? Đây là cái nhóm Gala địa phương của nhóm Gala toàn cục, đúng không? Thì nhóm Gala địa phương nó sẽ map vào trong nhóm Gala toàn cục. Thế là thằng coinvariant nó sẽ map vào thằng coinvariant. Và cái đây là nó compatible với nhau. Hôm trước thì chúng ta có nói rồi, thì đặc biệt trong phần torus nó rất là dễ, nhưng mà tổng quát nó cũng đúng, tức là trong trường hợp địa phương này thì nó bên... nếu mà xét trường hợp mà xét cái trường hợp xét cái điều trường hợp là cái base field của ta là một cái finite field, cái mà finite field thì ta có cái H1 của FU trong J thì cũng chỉ là cái nhóm này, ta lấy thêm invariant về Frobenius nữa, lúc đó cái thằng này thì nó là inertial group, đúng không? Lấy thêm Frobenius vào đây, tức là còn lấy thấy lambda từ là gamma rho của gamma của FU nên đây là cả inertia plus Frobenius, và ta phải lấy thêm tác động mà ta lấy phần torsion nữa. Cứ chuyển từ từ P0 sang là phải lấy torsion trong ra lo. Thế đây thì ở trên thì bây giờ cái câu hỏi là cái phần global này là cái gì? Nó phải có ý nghĩa gì đó, thì vì cái thế thì ta quay lại một chút, thì ta xét trường hợp torus thì nó dễ, với torus thì ta trường hợp cái nhóm reductive nó cũng đúng, nhưng mà tôi chưa viết argument ra, không không có argument, tôi chưa nghĩ kỹ lắm. Nhưng cái này chắc là anh Thắng mà anh làm thì sẽ tìm làm được ngay rồi. Trường hợp torus thì ta có cái gì? Ta có một cái ta có cái dãy khớp không gửi vào T vào của cái F ta K3 ta lấy cái K3 ta chuyển lên phần algebraic close vào T của cái A K3. Từ đây ta lấy cái điểm ở trong cái Aden của cái trường, của cái đường cong ở trên trường algebraic close, lấy cái điểm T ở đây. Và ta có cái thước nữa. Đây là nhóm con, đây ta có cái thước. Thì theo ông nghĩa cái này chính là bần chi này, đúng không? Vì cái ta biết là cái bần chi
giống như cái bài về mấy hôm đầu về đếm điểm, mình sẽ biết là bần thì đúng cái thằng này thì chính là bằng là chi của AK bar của chi của OAK bar, đúng không? Chia thằng O này cho. Mà thằng này thực ra về mặt Galois cohomology nó tầm thường vì nó là connected. H1 của thằng K của thằng này. Nhóm này rất là to nhưng thực ra là tầm thường. Cho nên về mặt H1 này nó giống nhau, thằng này với thằng này là giống nhau. Thì ta chia một thằng mà nó không có Galois cohomology. Thế nhưng mà từ cái thằng này ta suy ra cái gì? Ta suy ra là một cái dãy khớp là dãy khớp là đầu tiên là một bên là ta lấy invariant, xong rồi lấy co-invariant, đúng không? Thế cái dãy khớp của rất là ta có cái T của F sigma, sigma là Frobenius nằm trong cái Galois của K3 trên K là cái phân tử Frobenius. Tôi lấy cái dãy khớp này xong rồi lấy sigma ở đây, sigma ở đây, sigma ở đây. Mà ta lấy ở đây cũng là sigma. Chú ý là không phải lấy sigma chia cho sigma, là phải lấy cái thương rồi lấy sigma thì nó mới để được Galois cohomology. Sigma. Và sau đó làm tiếp thì nó ra cái thằng co-invariant ở đây. Đấy là hết, vì nó hơn chỉ có tác động sinh mạng thôi, đúng không? Thế thì ta viết ngay được ra đây, viết sinh mạng thì đây là rất dễ, đây chính là bằng T của F. Đây này chính bằng T của A, đúng không? Đây ta lấy trên K3, ta lấy sinh mạng thì lại chính là những cái T của F thôi. Okay. Ở đây thì sẽ ra là cái gì? Đây sẽ ra là đây nó sẽ ra cái gì? Đây sẽ ra cái sao một gì đó, tôi không biết, nhưng thằng này thì là bằng H1. Thằng này là H1 của F của T. Cái sự lấy cái sigma đấy tức Andrei torsion. Tôi xin những đoạn này tôi vừa nói vừa nghĩ nên là nó có thể là có một số chi tiết nó không đúng, nhưng mà nói chung là rất là gần đúng. Ở đây là H1 của F của F của A của T, đúng không? Đưa lên trên A đen của T, đúng không? Thế thì tức là gì? Tức là cái thằng này mà có thể phải lấy torsion thì nó chính bằng cái co-kernel của thằng này. Tức là cái mà tôi muốn nói thì là cái nhóm tôi hỏi là cái gì ở đây? Lambda chia Z phi mà lấy cái rho của TF mà có thể phải lấy torsion thì chính là cái cô kè của cái ánh xạ từ global cohomology và local cohomology. Còn cái kernel là cái nhóm Tesfayevich hôm trước thì nó nằm ở đâu đây? Là thương thằng này chặt thằng này, đúng không? Thì đấy là cái đây là cái nhận xét này rất là quan trọng trong cái việc đếm điểm. Trong cái việc đếm điểm thì hôm trước đếm điểm thì ta mới biết là nó phải quan tâm cái thằng kernel của thằng này, đúng không?
Thế nhưng mà thực ra là đến biển là cần phải con thằng cô cơ nổ nữa. Tôi giải thích tại sao sau này. Và cô cơ nổ là chính ra được kiểm soát bởi cái thằng thằng pi không bên 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 g này. Và thực ra công thức này chắc là nó phải đúng với cả g nữa, không thể đúng với torus. Thế thì cái hôm nay tôi dừng lại đây thôi vì người ta đều mệt cả rồi, nhưng mà cái một vài điểm ấy là ta đã move từ cái chuyện mà ta set đơn thuần một cái group weight của một cái lập đồ nhóm đó thành một cái algebraic stack đúng không? Điểm của nó là chính là group weight của mấy ta set lúc trước, nhưng về nó có cấu trúc đại số nữa, không chỉ một group weight, một cái phạm trù bình thường. Thế khi mà có cấu trúc như vậy là có thêm biết thế nào là chiều, biết thế nào là pi không, vân vân, đúng không? Thế đây một điểm rất là quan trọng cho cái nghiên cứu phân tích Hitchin ấy là ngoài cái việc nó thêm cấu trúc pi không, ta còn có thêm một cái possibility nữa là bản thân cái nhóm ta cũng thể move được. Lúc trước người ta phải nghiên cứu từng nhóm một, nhóm orthogonal, nhóm GN lên, nhóm symplectic, ta tính từng nhóm một. Nhưng bây giờ ấy, là ta có thêm một cái possibility là bản thân là ta nghiên cứu cái nhóm, cái group scheme nó cũng có thể thay đổi thành một family. Thế đặc biệt ví dụ trong trường hợp torus này, ta lấy một torus mà ta lấy là cái induced torus từ một cái flat carving từ y vào x. Thế bản thân cái flat carving nó có thể move. Khi mà cái đường cong y trên x nó move trong family thì cái nhóm của ta cũng move in family, và cái bần chi nó cũng move in family, cái pi không nó cũng move in family, tất cả mọi thứ đều move in family. Đấy là cái mà chúng ta phải nghiên cứu và tính toán, là cả những cái tất nhiên những cái cấu trúc khác nó không family, những cái thằng 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 R, thằng A, cái thằng sovereign nó không move in mặt family, nhưng đấy là cái ta phải tính stratification mọi thứ. Tức là cái người ta nghiên cứu Hitchin Fabrication hoàn toàn theo cái nhãn quan của lý thuyết nhóm. Nói chung là có một nhóm to và một nhóm con giống như Erasmus, và cái nhóm con thực ra nó moving, cái nhóm to gì nhóm ban đầu thì nó có cố định, nhưng mà cái nhóm con H nó sẽ moving, nó move như thế nào thì chính là Hitchin Fabrication. Và vì nó move nên là ta có một cái lượng đồ nhóm bần H nó cũng move, cái pi không nó cũng thay đổi trong một cái family, và tính cái pi không nó như thế nào, và sau đó ta phải tính cái stratification của cái base để ta có thể check into account những cái delta invariant chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy nó liên quan rất nhiều đến đến thứ kỳ dị, nên là tôi có mấy tuần sau tôi có nhờ anh Việt Dũng với cả Đức là có nói một phần về cấu trúc liên quan đến thứ kỳ dị. Tất cả những cái bài nói về 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 cái về bread group hay là về cái acting approximation, nó đều liên quan đến việc tính toán, tức là nghiên cứu cụ thể này như thế nào. Anh Hải nói đi. Thứ nhất là cái gradient của cái phần sau này có không có cái bài nào về cái phần sau cái phần về về không rất ít. Thì cái đấy thì trong reference là trong cái bài làm fundamental của cháu thôi. Còn cái phần cum cao lao cum lui thì chắc không có reference, thì chắc là chưa ai viết ra, nhưng mà mình cũng chưa viết ra. Thì chắc là nó đúng thôi, nhưng mà chỉ có mình chưa 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 có đủ thời gian để viết ra thôi. Đúng rồi. Không giao hóa nó cũng có thể move, chẳng hạn ví dụ đây khi mà có một cái nhóm như thế này, nó có bản thân những cái điểm ramification nó có thể move đúng không? Bây giờ nói chung là nhóm reductive khắp nơi thì nó không move được. Nhóm reductive mà khắp tất cả đường cong thì nó không move, nó chỉ là một cái discrete family thôi.
Nhưng mà chính vì khi ta thêm những cái điểm mà nó có, nó không reductive nữa, thì những cái điểm đó có thể move, có thể move và thậm chí nó có thể collide với nhau nữa. Khi nó collide với nhau thì nó một cái nó còn ramify hơn nữa. Ví dụ như là cái, thực ra tốt nhất là nên nghĩ cái nhóm là cái rất rất tiện lợi để chúng ta phát biểu, tính toán các thứ. Nhưng mà để hình dung thì là không gì hơn là những cái spectral curve, đúng không? Những cái torus là một, như một cái induced torus từ một cái spectrum, từ một cái covering như này, một cái phủ, đúng không? Một cái phủ phẳng. Thế cái phủ phẳng mà bình thường ấy thì nó nói chung là nó cũng là một cái phủ, bản thân cái đường cong nó trơn, đúng không? Nó chỉ có cái là ví dụ nó có một vài điểm ramification. Thế nhưng mà khi mà ta move và đến lúc nào đó mà hai cái điểm ramification nó lại chập vào một, thì lúc đó là cái đường cong trên nó sẽ để ra một cái singularity ở trên cái đường cong trên. Càng những cái điểm ramification nó càng chập thì nó càng càng để ra những cái ramification. Và đến khi đó ấy, thì khi mà nó cái ramification nó đủ sâu ấy, thì bản thân nhiều khi tất cả những cái số này ta có thể cố định, nhưng mà cái singularity nó vẫn có một algebraic, nó có cái moduli của nó rất là phức tạp. Thì nói chung mình không động đến những cái chỗ mà quá là mịn của cái lý thuyết kỳ dị. Mình chỉ đụng đến những cái số má, số nguyên là thôi, chứ không những cái kia là phức tạp. Cái gì cơ? Không, induced torus thì lấy thứ phạm trù ban đầu là phạm trù covering thôi. Từ mỗi một cái finite fat covering thì ta có một cái induced torus. Tức là ta có một cái phạm tử từ cái covering, finite fat covering và phạm trù những kiểu cái torus ấy. Đúng rồi, nó sẽ ra một cái torus. Nó ra torus ở chỗ mà cái covering nó là intact, đúng không? Tại vì từ mỗi điểm nó có đúng n điểm ở trên rời nhau, cho nên cái ban đầu là gm, từ cái nhóm ở dưới nó sẽ là gm mũ n, đúng không? Thì cũng tức là những cái thằng đấy thì có thể nó có cái chúng ta để có động động với cái chuyện là nó cái cách mà nó xuất phát, cách mà nó xuất hiện như là những cái induced torus từ những cái thằng cao đấy không? Mình không biết cái đấy, mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết thôi, là cái induced torus nó chỉ dùng đi dùng lại là cái chỗ ông code twist trick ấy, tức là ông tính những cái này và Nếu có ai hỏi gì không nữa không ạ? Ok, chúng ta nghỉ. Các bạn nào đi